Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh, bản tin thời sự sáng. Như Thảo, Việt Anh mến chào quý thính giả đến với bản tin sáng lúc 7 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh đang phát trên sóng FM tần số 103.1 MHz. Mẫu gì cùng đến với những thông tin thời sự đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa thính giả, Hội quán Mãng Cầu là tổ chức hội nghề nghiệp mang tính tự nguyện của những nông dân trồng, chăm sóc và kinh doanh mãng cầu đã được thành lập và ra mắt vào ngày 19 tháng 5 năm 2024. Ông Lê Viết Bình, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đến dự. Chúc mừng và chuyển lời chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoàng đến Hội quán Mãng Cầu Tây Ninh. Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tây Ninh nhấn mạnh, sự ra đời của hội quán tạo thuận lợi cho nông dân chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, mô hình trồng mãng cầu hiệu quả, là kênh trao đổi giữa nông dân với chính quyền, đoàn thể, nhà khoa học, doanh nghiệp. Hội quán Mãng Cầu Tây Ninh trực thuộc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Minh Trung ở xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, có hơn 150 thành viên là nông hộ đang canh tác hơn 600 hectare mãng cầu. Ông Lê Minh Trung, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Minh Trung, được tín nhiệm làm chủ nhiệm hội quán. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã tặng hội quán tủ sách. Ông Lê Duyết Bình, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, đề nghị lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tây Ninh, chính quyền địa phương quan tâm, đồng hành cùng hội quán Mãng Cầu Tây Ninh và có những định hướng giải pháp để phát huy mô hình này. Chiều ngày 20 tháng 5, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông cho Thiếu tá Nguyễn Văn Thừa. Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh, chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thừa, đồng thời tin tưởng đồng chí Thừa sẽ tiếp tục phát huy năng lực của bản thân để cùng với tập thể, ban lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ của đơn vị đồng tâm thực hiện tốt nhiệm vụ của năm 2024 và những năm tiếp theo để công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của tỉnh nhà. Chiều cùng ngày, Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng đã ra quyết định điều động Trung tá Ngô Thị Trà Giang, Phó trưởng phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an tỉnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh, bổ nhiệm lại Thượng tá Nguyễn Văn Liền, Phó trưởng phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ cấu nông lâm thủy sản tỉnh Tây Ninh chiếm tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu GRDP của tỉnh, với 19,8%, đóng góp hơn 21.700 tỷ đồng trong năm 2023. Hiện toàn tỉnh Tây Ninh có khoảng 483.000 con gia súc, 10 triệu con gia cầm, 1.000 nhà nuôi chim yến, 462 trang trại chăn nuôi gia súc và 116 trang trại chăn nuôi gia cầm. Sản phẩm chăn nuôi thịt hơi các loại ước 213.090 tấn một năm. Có 81 cơ sở chăn nuôi được cấp chứng nhận VietGAP, có 71 cơ sở chăn nuôi được cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh. Hai huyện Như Minh Châu và Tân Châu được chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh cúm gia cầm và Newcastle. Nhìn chung trong những năm gần đây, ngành chăn nuôi ở Tây Ninh vẫn được duy trì và phát triển ổn định. Cơ cấu ngành chăn nuôi đã được chuyển đổi mạnh từ chăn nuôi quy mô nông hộ sang chăn nuôi quy mô trang trại ứng dụng công nghệ cao, từng bước gắn với chuỗi giá trị chăn nuôi, giết mổ và chế biến sản xuất xuất khẩu, đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, các trang trại được hình thành trên địa bàn xã Thạnh Tây, thị trấn Tân Biên, thu hút lao động khắp nơi về sinh sống và lập nghiệp. Những thay đổi về đời sống kinh tế xã hội làm cho tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Hiện lực lượng công an xã chính quy được triển khai về xã, tuy nhiên quân số vẫn còn mỏng nên rất cần sự hỗ trợ của lực lượng tuần tra nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Hàng năm, Công an xã Thạnh Tây đã tham mưu Ủy ban Nhân dân xã chỉ đạo củng cố, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng tuần tra nhân dân trên địa bàn xã. Toàn xã có 6 đội, gồm 1 đội thường trực tại Công an xã và 5 đội ở ấp với tổng quân số là 67 thành viên. Để hỗ trợ tốt cho Công an xã trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, hàng ngày mỗi đội huy động 2 thành viên trực sẵn sàng hỗ trợ Công an xã. Thiếu tá Lê Tấn Lượng, trưởng Công an xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên cho biết. Hàng năm, Công an xã Thạnh Tây đã tham mưu cho Ủy ban xã củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng tuần tra trên địa bàn xã. Toàn xã quân số gồm có 6 đội với 1 đội xã và 5 đội ở ấp với tổng quân số là 67 đồng chí. Để hỗ trợ tốt cho Công an xã trong công tác đảm bảo an ninh trật tự thì hàng tháng từng đội tuần tra cũng đã phân công lực lượng để trực sẵn sàng chiến đấu hỗ trợ cho Công an xã. Đối với đội tuần tra của xã thì trực tại trụ sở công an xã để hỗ trợ công xã. Đội tuần tra nhân dân xã phối hợp cùng công an xã và các ban ngành đoàn thể xã ấp tuyên truyền vận động nhân dân các thủ đoạn lừa đảo trên mạng xã hội, tội phạm trộm cắp tài sản, công tác phòng cháy chữa cháy, công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông, làm căn cước công dân, cài đặt, tích hợp định danh điện tử. Một người dân sống ở ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên chia sẻ. Thấy anh em là đi tuần tra bằng đêm á, thì nói chung ra cũng khổ cực đó. Nhiệm vụ phải đi giờ mà anh em bà con ở trong xóm đây á, người ta thấy người ta cũng thương. Mình tuần tra nó giữ được trật tự an ninh, giữ được xóm làng, bà con cũng yên lòng chỗ đó. Ông Trần Thanh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên cho hay. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân xã tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an xã thường xuyên củng cố kiện toàn tuần tra nhân dân hoạt động đảm bảo theo chế độ đề ra, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an xã trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã, đồng thời sẽ vận động toàn bộ lực lượng này đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã, đồng thời sẽ hoạt động toàn bộ lực lượng này tiếp tục tham gia lực lượng an ninh trật tự trên địa bàn xã trong thời gian tới. Là cánh tay nối dài, lực lượng công an xã trong việc nắm tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội trên địa bàn, tổ tuần tra nhân dân xã Thạnh Tây cùng với lực lượng công an từng bước đẩy lùi tội phạm, làm trong sạch địa bàn, ổn định tình hình an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn xã Thạnh Tây. Khoảng 13 giờ 45 phút ngày 17 tháng 5, theo camera hành trình của một ô tô lưu thông trên đường Hoa Phượng Tím thuộc khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, ở phía ngược lại có nhóm 5 phụ nữ đang nhảy nhót trước một ô tô màu đen đậu trên đường. Đại diện ban quản lý khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm cho biết đã nắm được thông tin vụ việc và đang xác minh. Do tính chất bất chợt và địa hình khu du lịch rộng, việc phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm như thế này gặp nhiều khó khăn. Vụ việc là lời cảnh tỉnh cho những du khách khi đến tham quan Đà Lạt cần nâng cao ý thức, chấp hành luật lệ giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng. Chiều và tối 20 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ tại nhiều khu vực trên địa bàn, khiến không ít tuyến đường ngập sâu. Mưa lớn trút xuống ngay giờ tan tầm gây khó khăn cho các địa phương và các phương tiện lưu thông. Nhiều người dân phải chật vật di chuyển giữa làn nước ngập để về nhà. Theo thông tin từ ứng dụng cảnh báo ngập UDA map của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước đô thị thành phố Hồ Chí Minh, cơn mưa xuất hiện vào khoảng 17 giờ 30 phút đồng loạt tại nhiều khu vực ở thành phố Thủ Đức, các quận 1, quận 3, quận 5, quận 8, quận 10, Bình Tân, huyện Bình Chánh. Mưa đặc biệt lớn tại thành phố Thủ Đức khiến cho các tuyến đường Kha Vạn Cân, Tô Ngọc Vân, Quốc Hương, Lê Văn Việt, Dương Định Hội, Tây Hòa ngập nặng. Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, chiều tối 20 tháng 5 xuất hiện mưa trên nhiều tỉnh, thành phố Nam Bộ. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 50 mm, có nơi trên 50 mm, gió giật mạnh cấp 5 đến cấp 8, 8 đến 21 m/giây. Chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 5, Bộ trưởng Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ Abdul-Dakadir Oraloglu cho biết trực thăng bị rơi khi chở Tổng thống và Ngoại trưởng Iran ngày 19 tháng 5 đã không bật hệ thống tín hiệu hoặc không có hệ thống như vậy trên máy bay. Về phần mình, Tham mưu trưởng quân đội Iran ông Mohammad Bekari đã yêu cầu một ủy ban cấp cao tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Chiếc máy bay chở ông Raisi đã gặp nạn tại tỉnh Đông Azerbaijan ngày 19 tháng 5. Trên máy bay, ngoài Tổng thống Raisi còn có Ngoại trưởng Hossein Amir Abdullahi, Thống đốc tỉnh Đông Azerbaijan, ông Makhled Ramati và giáo chủ khu vực Tabriz, Tây Bắc Iran, ông Mohammad Ali Anae Assem. Toàn bộ thành viên trên chiếc máy bay này đã bị thiệt mạng. Ngày 20 tháng 5, Ngoại trưởng Ai Cập ông Sameh Shoukry cho biết việc ngừng chuyển hàng viện trợ qua cửa khẩu Rafah giữa Ai Cập và dải Gaza đe dọa hoạt động nhân đạo. Việc vận chuyển hàng viện trợ quốc tế đã bị mắc kẹt ở phía biên giới Ai Cập, dẫn đến lo ngại rằng một số nguồn cung cấp thực phẩm sẽ bị hư hỏng. Trong khi đó, nhiều khu vực ở Gaza có nguy cơ xảy ra nạn đói sau hơn 7 tháng giao tranh. Ông Shoukry kêu gọi Israel nhanh chóng mở các tuyến đường bộ khác để cung cấp viện trợ. Trong diễn biến khác cùng ngày, trưởng công tố của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC Karim Khan cho biết đã đề nghị ICC ra lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, cũng như là các thủ lĩnh hàng đầu của phong trào Hồi giáo Hamas là Yehia Sinwar, Mohamed Dif và Ismail Haniyeh, vì các hành động của họ trong cuộc xung đột kéo dài hơn 7 tháng qua tại Gaza. Một hội đồng thẩm phán của ICC sẽ xem xét đơn xin lệnh bắt giữ của trưởng công tố Khan. Cả chính phủ Israel và phong trào Hồi giáo Hamas đều chỉ trích và phản đối yêu cầu của trưởng công tố ICC. Ngày 20 tháng 5, Trung tâm Giảm nhẹ nguy cơ núi lửa và địa chất của Indonesia cho biết núi lửa Ibu ở đảo Halmahera đã phun trào trở lại, tạo ra một cột tro bụi cao tới 5.000 mét. Vụ phun trào xảy ra lúc 11 giờ 36 phút sáng theo giờ địa phương, trong hơn 2 phút, và cột tro dày có xu hướng nghiêng về phía Tây, Tây Nam. Nhà chức trách đã yêu cầu người dân địa phương tránh khu vực nguy hiểm trong bán kính từ 4 đến 7 km ở khu vực phía bắc của miệng núi lửa. Ibu là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Indonesia, phun trào hơn 21.000 lần trong năm ngoái. Vào ngày 16 tháng 5, trung tâm đã nâng mức độ nguy hiểm từ cấp 3 lên cấp 4, mức cao nhất sau khi hoạt động của ngọn núi gia tăng đáng kể trong thời gian gần đây. Phần tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng lúc 7 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Chương trình do biên tập viên Mỹ Tuyền, các phát thanh viên Việt Anh Như Thảo, kỹ thuật viên Quá Địa thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt.